Chiều ngày 13 tháng 12, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã lên chuyên cơ trở về Trung Quốc, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu Nhân tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Cùng tiễn có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Đại sứ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba. Trong thời gian diễn ra chuyến thăm cấp nhà nước, hai bên đã có hoạt động quan trọng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì trọng thể lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu Nhân đã giao lưu nhân sĩ hữu nghị thế hệ trẻ Việt Nam Trung Quốc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Tại chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có 36 văn bản thỏa thuận hợp tác được các ban bộ ngành trung ương và địa phương ký kết. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai đảng, hai nước, góp phần quan trọng vào phát huy tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong thời kỳ mới, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Thưa quý vị, tiếp tục các thông tin về chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Sáng nay ngày 13 tháng 12 năm 2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Phu Nhân Bành Lệ Viên và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm cấp nhà nước. Tin tưởng tiếp sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 2022. Chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Tập Cận Bình sẽ đưa quan hệ hai đảng, hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng tốt đẹp, hiệu quả và bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chú đáo, thân thiết, thắm tình đồng chí, anh em của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo cùng chúc mừng những thành tựu to lớn mỗi đảng, mỗi nước giành được trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Hai nhà lãnh đạo khẳng định kết quả cuộc hội đàm thành công với nhiều nhận thức chung quan trọng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Định vị mới của quan hệ Việt-Trung là 6 trụ cột hợp tác được hai Tổng Bí thư xác lập đã chỉ rõ phương hướng mở ra giai đoạn hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước trong thời kỳ mới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng và phát triển đất nước, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, phát triển ngày càng lành mạnh, hiệu quả, tăng cường kết nối giao thông, mở rộng hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, y tế, khuyến khích người dân, nhất là thế hệ trẻ quen nhau, hiểu nhau, thân nhau, góp phần củng cố hơn nữa nền tảng xã hội cho sự phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước. Đánh giá cao đề xuất của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn hai bên tiếp tục củng cố nền tảng chính trị và làm sâu sắc hợp tác thực chất, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, khẳng định hợp tác song phương trên các lĩnh vực có tiềm năng mở rộng, đề nghị thúc đẩy kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế, triển khai hiệu quả kế hoạch kết nối giữa sáng kiến Vành đai và Con đường với khuôn khổ hai hành lang một vành đai, xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất khu vực ổn định, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, mở rộng thanh toán bằng đồng bản tệ trong thương mại song phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản chất lượng cao của Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư chất lượng cao, tiêu biểu cho trình độ khoa học, công nghệ của Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi ý kiến về vấn đề trên biển, nhất trí cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên biển. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên kiên trì thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và nhận thức chung cấp cao, đặt mình vào vị trí của nhau, kiểm soát và giải quyết thỏa đáng bất đồng. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ASEAN trong việc thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, thúc đẩy xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế,
trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư trong chuyến thăm lần này, nhất là việc xác lập định vị mới cho quan hệ hai đảng, hai nước, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc mang ý nghĩa chiến lược, là dấu mốc lịch sử trọng đại, là định hướng quan trọng để đưa quan hệ hai đảng, hai nước bước vào giai đoạn lịch sử mới, phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững hơn. Khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ cùng Quốc vụ viện Trung Quốc tăng cường phối hợp, đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa những thành quả và nhận thức chung cấp cao, có phần thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển thực sự ổn định, thực sự tốt đẹp và bền vững lâu dài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị với Việt Nam. Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Nhấn mạnh sẽ chỉ đạo Quốc vụ viện Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, sớm đưa các nhận thức chung quan trọng đạt được trong chuyến thăm lần này vào thực tế cuộc sống, để người dân hai nước được thụ hưởng nhiều hơn những thành quả, lợi ích thiết thực của quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước những thành quả và nhận thức chung quan trọng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đạt được trong cuộc hội đàm ngày 12 tháng 12. Nhất là việc hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, định vị mới mang tầm vóc lịch sử này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai đảng, hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới sâu rộng, thực chất và bền vững hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhắc lại những ấn tượng và kỷ niệm tốt đẹp khi đến thăm và phát biểu trước Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước năm 2015. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc những năm qua, nhất là giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp của hai cơ quan lập pháp luôn được duy trì. Sự phối hợp tại các cơ chế đa phương diễn ra thường xuyên, đưa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp trở thành một bộ phận quan trọng của quan hệ tổng thể giữa hai đảng, hai nước. Nhằm hiện thực hóa nhận thức chung sự định hướng chỉ đạo chiến lược của hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị. Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp trong việc xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng thuận lợi, hỗ trợ các bộ ngành địa phương hai bên tháo gỡ vướng mắc về thể chế, chính sách, thủ tục, đôn đốc giám sát việc triển khai các thỏa thuận, các dự án hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác thương mại phát triển cân bằng, bền vững. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực, ủng hộ nhau đăng cai các diễn đàn, hội nghị quốc tế, tích cực tham gia các hội nghị, diễn đàn do mỗi bên chủ trì tổ chức. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ nhất trí những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ủng hộ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc tăng cường giao lưu hợp tác với Quốc hội Việt Nam và hoan nghênh đồng chí Vương Đình Huệ sang thăm Trung Quốc trong năm 2024 để tăng cường trao đổi giữa cơ quan lập pháp hai nước, phát huy vai trò to lớn hơn nữa trong việc tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.